chua nè. Chúng ta làm cái chua chúng ta cầm lít này nè, một lít vô bốn ổ nha. Mày muốn ngọt nữa thì cứ bỏ thẳng đường thôi. Chào mọi người, hiện tại vẫn còn giãn cách ấy, thì ở nhà cũng không có gì làm nên hai đứa tiếp tục bày sữa chua làm tiếp đó. Sữa chua nè, chúng ta làm sữa chua chúng ta cầm một lít này nè, một lít sữa tươi có đường, ít đường không đường gì cũng được, và vô nè, vô bốn ủ nha, sử dụng Nuti hay là Vinamilk cũng được. Hai hũ sữa đặc có đường nè, được chưa? Hai hũ sữa đặc có đường. Rồi, rồi chúng ta sẽ bắt đầu làm thôi. Bây giờ bắt đầu là sẽ khui hai này kia nè, khui hai cái hộp này ra. Sao ở đây nó không làm cái đồ mà bật lên dễ nha. Xài được 2 lần 40 ngàn thì mỗi lần làm này chúng ta sử dụng nửa hũ ha. Nutimil sữa chua cá này, mọi người mua cái loại sữa chua da ua ít đường không đường cũng được, nhưng mà đừng nhìn có mua cái loại có thạch này kia không. Ngon quá. Rồi mọi người quay đều cho mình nha. Để đó mình bỏ sữa vô, ít đường không đường đều được. Các bạn nào muốn ăn ngọt thì mình mua loại có đường nha. Còn các bạn nào muốn ngọt nữa thì cứ bỏ thẳng đường luôn. Mà thường là cái này là vừa rồi, mình không nên bỏ đường nữa, ăn đường nhiều nó cũng không tốt. Đây, mở từ đi nha. Kia đang làm nhà, hơi ổn. Cái bài dịch giả mà người ta làm nhà quá trời. Nếu mà đổ xong này á, ta quay đều rồi chúng ta sẽ đổ nước sôi vô. Nước sôi mọi người đổ từ từ cho mình nha. Cứ đổ từ từ giống như là đổ sữa vậy nè. Đổ từ từ chúng ta quậy đều lên. Nước sôi đổ từ từ quậy đều. Rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ đổ những cái nước này vô trong hũ hoặc trong bọc. Chúng ta để ủ trong vòng 12 tiếng và ăn được. Ủ mọi người đợi để những cái nơi nào mà nó đừng nóng quá nha, nó thoáng mát chút. Và đậy thì các bạn lấy cái gì, lấy cái miếng vải mỏng đậy thôi nha là được rồi. Rồi, ta sẽ bước đổ nước sôi vô nha. Đậy quá. Rồi đổ sôi vô đi. Rồi,
đó mọi người đổ từ từ vô vậy đó. Như là ngủ các bạn coi mấy giờ, ngày hôm sau các bạn lấy ra, ví dụ 12 giờ các bạn lấy 12 giờ hoặc lên đến trước chút 10 giờ 1 giờ cũng được. Nè mình để bọc. Thùng. Cái bịch chúng ta làm á thì chúng ta lấy cái bịch này thôi, tầm như đây thôi đó. Các bạn đừng lấy loại bịch bự quá nha, bự quá thì có vấn đề cái là các bạn ăn rất là ngán. Cái bịch cái này ăn là vừa ăn nó không bị ngán. Cho bài sẵn này ra, quậy cái này nước sôi đổ vô và quậy đều, rồi nó đổ vô bọc giữ trong 12 tiếng xong. Gọi cái lạnh, gọi lạnh là xong. Ok, mình để vài phút rồi ha, cỡ 3-5 phút gì đó. Sau đó mình sẽ bắt đầu đổ trong bọc. Đó, nhìn bệnh ghê anh kìa. Ngồi kiếm mấy ca nhỏ vậy nè, nhỏ nhỏ gọn gọn, người đổ vô cho nó dễ nha. Lỡ tay nhiều quá thì mọi người đổ ra bớt rồi cột lại thôi. Gấp quá. Trời gió quá, chắc sẽ chuyển mưa. Đây, giờ đây là thành quả của mình nha. Cũng khá là nhiều mà sẽ chua. Cái này thì mình sẽ để ủ trong 12 tiếng. Thì bữa nay là mấy giờ, ngày mai mình lấy giờ đó. Hôm nay là 1:30, ngày mai 1 giờ. Với 1:30 mình sẽ lấy cái này ra, bỏ cái lạnh là xong. Đó, đã chưa? Đây thành quả của mình nè mọi người. Hôm qua làm thì bữa nay xong rồi, mới bỏ cái lạnh, bữa nay bỏ. Lúc nãy mình quên luôn, cái này các bạn dặn giờ nha. Cái này nãy mình để lố 12 tiếng rồi, thường là 12 tiếng mình lấy nhưng mà mình quên ha. Đó, cái gì cứ bỏ tủ lạnh là ăn thôi. Đó, buổi trưa nè, nhìn rất là ngon không? Đó. Và ngon hơn ở nhà làm và rẻ hơn khi các bạn mua ở ngoài siêu thị. Rất là ngon, mọi người làm thử đi nha. Ok, video kết thúc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn mọi người trong video sau. Quá ngon.